Thưa quý vị và các bạn, tôi đang có mặt tại sân vận động của thành phố Long Xuyên, tỉnh An Giang để tham dự một sự kiện bóng đá mà với một nhân vật mà tôi nói ra những người yêu mến trái bóng tròn, đặc biệt là yêu mến đội tuyển Việt Nam sẽ cảm thấy rất là thích thú, đó là huấn luyện viên Park Hang-seo. Với những thành công vang dội cùng với các đội tuyển bóng đá Việt Nam, đặc biệt là chiếc cúp vô địch giải Đông Nam Á AFF Cup 2018, sau 10 năm chờ đợi, những trận thắng lịch sử trước các đối thủ mạnh của châu lục, có thể nói ông thầy người Hàn Quốc, huấn luyện viên Park Hang-seo đã thổi một luồng gió mới vào bóng đá Việt Nam và trở thành một trong những người được yêu mến nhất ở đất nước hình chữ S vào thời điểm này. Điều này một lần nữa được thể hiện tại thành phố Long Xuyên, tỉnh An Giang vào chiều tối qua 23 tháng 2. Ở điểm đến đầu tiên với nghi thức dân hương, dân hoa tưởng niệm Chủ tịch Tôn Đức Thắng dự kiến diễn ra vào lúc 13h30 phút. Nhưng từ giữa trưa, từng dòng người đã dây kín khuôn viên và khi thầy Park xuất hiện thì tất cả cùng tưng bừng náo nhiệt. Và hoạt động chính của sự kiện Park Hang-seo đến với An Giang là tại sân vận động Long Xuyên với chương trình Gieo Ước Mơ. Đây là chương trình phi lợi nhuận dành cho trẻ em có niềm đam mê bóng đá do chính huấn luyện viên Park Hang-seo khởi xướng, được thực hiện tại ba miền Bắc Trung Nam. Trong năm 2018, chương trình đã đến với thị trấn Yên Minh, Hà Giang, thành phố Quy Nhơn, Bình Định và chiều ngày 23 tháng 2 là điểm đại diện miền Nam, thành phố Long Xuyên, tỉnh An Giang. 저는 베트남 국가대표팀 감독 부임 한 이후로 베트남 국민 여러분들로부터 정말 많은 사랑을 받았습니다. Kể từ khi được bầu là huấn luyện viên trưởng đội tuyển bóng đá quốc gia Việt Nam, tôi đã nhận được rất nhiều tình cảm từ các bạn. 가분한 사랑을 받았기 때문에 마음속으로 언젠가는 이 사랑을 보답해야겠다는 마음을 가지고 있었습니다. Tôi nhận thấy rằng ở Việt Nam có rất nhiều nơi mà mọi người không thể tận hưởng bóng đá vì những điều kiện còn khó khăn. Vì vậy, tôi đã quyết định sẽ lên kế hoạch cho một sự kiện liên quan đến bóng đá. Và các em, mặc dù còn nhiều khó khăn, nhưng với nỗ lực cố gắng và tinh thần đồng đội, sẽ vẫn có thể tận hưởng niềm vui bóng đá. Với các em, những chủ nhân tương lai của đất nước, điều này là rất quan trọng để đạt được những ước mơ và hy vọng. Bên cạnh những thiết bị phục vụ cho bộ môn bóng đá được chính tay huấn luyện viên Park Hang-seo trao tặng cho các em theo chương trình Gieo Ước Mơ, thì tập đoàn Lộc Trời với vai trò là nhà tài trợ, đồng thời cũng là đồng tổ chức sự kiện này tại Long Xuyên, An Giang, cũng đã dành nhiều phần quà cho các em thiếu nhi tham gia chương trình. Có thể nói sự góp mặt con Park ở đây đã tạo ra một sự ảnh hưởng rất lớn về mặt tinh thần đối với mọi người. Điều này nhắc nhớ chúng ta về một tinh thần đoàn kết, quyết thắng vì mục tiêu chinh phục đỉnh cao vinh quang. Và không chỉ riêng với đội tuyển Việt Nam, mà tinh thần đó còn mang tinh thần máu chốt, quyết định thành công đối với mỗi cá nhân và cả những tập thể luôn luôn muốn vươn lên tới đỉnh cao. Mà các em nhỏ ở đây ngày hôm nay, đó chính là hiện thân của ước mơ đó. Hôm nay chúng ta gieo ước mơ để ngày mai đất nước có những cầu thủ vàng. Chương trình Gieo Ước Mơ với hoạt động chính là huấn luyện viên đội tuyển bóng đá Việt Nam Park Hang-seo giao lưu, tặng quà và trực tiếp hướng dẫn các động tác cơ bản cho 40 em thiếu nhi có năng khiếu bóng đá của tỉnh An Giang. Tuy nhiên, với sự hâm mộ lớn lao dành cho thầy Park, đã có hơn 5.000 khán giả, các bậc phụ huynh học sinh ở địa phương đã tới tham gia chương trình, tạo nên một sinh khí hết sức cuồng nhiệt. Và phấn khích nhất vẫn là các cô cậu bé đam mê trái bóng tròn. Con thường coi đá banh trên TV, thấy thầy Park chỉ cho các anh của đội tuyển Việt Nam đá banh và đã giành chiến thắng đội giải AFF Cup. Nên con rất hâm mộ thầy Park. Không phải gì hâm mộ đâu mà hôm nay con có mặt ở đây không? Dạ đúng. Con mong mỏi điều gì khi mà có mặt ở đây? Dạ, con mong mỏi là con có thể
chồng mình chung với thầy bác. Rồi con nói cho chú biết về những cái cảm nhận của con về thầy bác Hằng Sơn. Một người đến từ Hàn Quốc nhưng có những đóng góp và cho đội tuyển Việt Nam chúng ta rất vui khi gặp được thầy bác Hằng Sơn. Thầy bác Hằng Sơn mà mỗi lần đội Việt Nam của mình đá vô là bác Hằng Sơn vô cùng và bác rất tự hào về việc đội Việt Nam của mình. Và con mong mỏi được nhìn bác Hằng Sơn và được chơi chung với bác. Và với lòng ngưỡng mộ thầy bác đam mê môn thể thao vua, các em đã thực sự có một buổi chiều đáng nhớ khi lần lượt chơi đùa thi tài với nhau ở các môn có liên quan đến trái bóng. Đặc biệt là khi thầy bác trực tiếp xuống sân huấn luyện các em rồi chia hai đội hình thi đấu mà thầy với người cộng sự thân tín của mình Lee Jong Jin làm thủ môn. Sau những phút giây hào hứng với trái bóng tròn là phần ký tặng nhằm truyền cảm hứng gieo ước mơ, thầy bác dẫn với phong thái nhiệt tình gần gũi, đặc biệt là giới thiếu nhi, đã thực sự tạo cho các em những phút giây thật khó quên trong cuộc đời và thắp thêm niềm đam mê tuổi thơ với trái bóng tròn.